Xin chào các bạn, đến với kênh của vợ chồng mình là Koi. Xin chào, em là Kelly. Thì Kelly có hứa với các bạn là Kelly sẽ hướng dẫn các bạn làm một món mà đặc sản của gia đình của Kelly tên là pork steak, là giống như là mình thịt heo mà mình làm, mình nấu giống như là steak, giống như beef steak vậy đó. Mình ăn, mình cắt, chấm với lại barbecue sauce, ăn như rất là ngon. Thì hôm nay Kelly sẽ hướng dẫn Koi và các bạn xem làm pork steak như thế nào. When Koi and I went to Vietnam, something that I noticed was every town had its specialty recipe. And St. Louis-style pork steaks are definitely one of their specialties. When Koi came to visit my family for the first time, my aunt made these for him, and he just fell in love with them. He really, really wanted the recipe, really wanted to be able to make it at home. So I've recently got the recipe from my aunt. Koi's got some of the ingredients behind me, and we are gonna go ahead and make them for you guys today. This is something that I'm really excited to share with you, a St. Louis-style tradition. Tunfo, St. Louis. So Kelly, what's the first step? Okay, we want our pork steaks to be super tender, right? Okay. Like super soft. So one of the tricks you have to do is marinate the steaks in milk for 24 hours. So we've already done that step. And now I'm preheating our cast iron. I'm preheating our cast iron skillet. If it were summertime and it was warm out, we would grill the steaks first to kind of get those nice grill marks, but this will work fine, so we're gonna do it this way. Bạn kế bên coi là cái này là giống như là cái chảo hay là cái nồi gang cast iron skillet. Thì cái này mình đang làm nóng, thì làm rất nóng rồi á, thì mình để cái thịt mình lên thì nó sẽ làm có cái lằn cháy cháy giống như mình grill nó trên trên cái lò nướng. Thì bây giờ mình đang làm nóng, coi nóng chưa ta. Right. These are our pork steaks here. They have been marinating in milk for a little over 24 hours. The milk helps the meat get really, really tender, a lot more juicy and softer. So this is why we do this. We're just going to sear each side just to get those really nice grill lines on the pork steaks. Okay, các bạn, bây giờ Koi sẽ bắt đầu bỏ cái pork lên này. Các bạn nhìn thấy mấy cái lằn trái này là dòm rất là hấp dẫn, thấy không? Ồ, bên đây cũng vậy. Này, cái này nè. Đó, mình cần cái lằn này nè để làm cho nó đẹp, chứ không phải nấu cho nó chín trên đây. Thôi chở cái này qua coi. Ủa, cái này chưa có lằn. Không, cái này có lằn nè. Để tôi chờ cho nó. Hey there, how's it going? All right, it's going well. We got three of them out. We've just got one more. So I'm gonna go ahead and pull this. So you're searing this, making it look nice. Yeah. Wow. Wow. Yeah. Các bạn, lần đầu tiên Koi ăn cái món này ở St. Louis là we qua nhà bà ngoại của Kelly, thì cô của Kelly nấu món này để ăn. Thì Koi tưởng đâu thịt heo á, thì mình ăn vô, thì ở Việt Nam thì thịt heo nó ăn theo cái kiểu steak này á. Ở Việt Nam thì Koi nhớ là mình ăn theo kiểu người Việt Nam mình ăn á, thì mình cắt cái miếng mỏng thiệt là mỏng. Còn cái steak này á, là nguyên cái miếng dày, thì mình cắt ra thì Koi cứ nghĩ là nó sẽ rất là cứng và dai và không có mềm. Nhưng mà cái làm nhưng mà không biết cô Koi làm như thế nào, nhưng mà Koi cắn vô cái miếng này á, rất là mềm, giống như mình ăn bò bít steak mà có rất là nhiều mỡ, mà mình ăn vô giống như rất là mềm mà mình nhai vô rất là ngon. Thì sau buổi đó Koi rất là thích cái món này. Thì bây giờ Koi có thể kêu Kelly
hỏi cô Kelly công thức để làm món này cho các bạn xem. So the reason why I love this recipe is because it's so simple. Rất là đơn giản, rất là đơn giản. Rất là đơn giản. You only need pork steaks, milk, your favorite barbecue sauce. So we are using this one today. We also really like the famous Dave's barbecue sauce, but they don't have it, so at tiệm thì nó chỉ có Sweet Baby Ray, so we're using Sweet Baby Ray. You just pick the kind that you like. So we're just using this whole thing? We'll see. We have to cover them. I have a feeling it's going to be the whole thing. And then you need one can of beer, and since it's St. Louis, you got to use Budweiser, you know. Anheuser-Busch, Budweiser, this is from St. Louis. This is traditional St. Louis style beer, so. Thì cái beer Budweiser này là xuất xứ từ St. Louis, là chỗ mà Kelly lớn lên, thành phố St. Louis. Thành phố St. Louis. So this is why this dish is like St. Louis dish, because it used barbecue sauce and Budweiser beer. Well, people choose to use Budweiser. You can use a light beer if you don't have Budweiser, but yeah, if you're making it in St. Louis, it's gonna be Budweiser, okay, for sure. So we're just gonna fill this up? Yep, we're just gonna fill it up. Okay. Barbecue sauce on. You just need to cover the pork steaks. So. I think we're gonna use the whole thing, you know? Let's see. Các bạn, cái mùi barbecue á rất là thơm. Thì hy vọng nếu mà các bạn ở Việt Nam thì các bạn có thể mua cái chai nước sốt barbecue này. Thì không biết ở Việt Nam thì có thịt heo, có beer rồi thì các bạn chỉ cần mua barbecue sauce thôi. Thì mình để lên rất là thơm. Thì cái barbecue này coi với các bạn mua thì có vị mật ong, là vị mật ong ngọt với lại có vị cay, thì vừa ngọt vừa cay. Thì hy vọng cái thịt pork steak này có cái mùi barbecue rất là ngon. Coi với Kelly có cái thermometer, là cái đồ đo nhiệt á, thì mình sẽ nấu, mình ghim nó vô đây, mình bỏ vô oven, thì cái thịt á tới cái nhiệt độ pork is 170 nhiệt độ, thì cái thịt á, nếu mà cái thịt heo á thì tới nhiệt độ 73 độ C, là 165 độ Fahrenheit, thì tới đó là thịt chín. Thì khoai dùng cái này thì mình vừa chín thịt thì mình lấy ra, tại vì nếu mà mình làm cho nó chín quá thì cái thịt của nó không có mềm nữa và cứng đi, right? Mm-hmm. We don't want it to be overcooked, because then it's be too chewy. That's right. Right? So I just need you to put it in a place where, because I have to wrap it in foil here. Yeah, that'll be good. So bây giờ mình khoai ghim cái vô ghim cái này vô cái thịt ở chính giữa. Thì trong này thì có nhiệt độ, thì mình sẽ chicken, fish, beef, lamb, veal, ham, pork, and we're gonna do it well, 165 độ, là 73 độ C. Thì bây giờ cô sẽ làm như vậy. Okay, so right now it's 27 degrees. Okay. Okay. So you want to put this in? Yeah. So now we need to cover it tightly with foil. I preheated the oven to 280 degrees Fahrenheit. You can also do it 300, but we have some time, so we're gonna really slow cook it. I'm guessing it should take about 2 hours, but since we have our thermometer, we can always check. If it's done sooner, then we'll just take it out sooner. Our pork steaks are done.
We have a couple of other things we have to cook, but they're gonna be really quick. So I'm gonna just turn off the oven for now. Sure, that's done. And, oh yes. Chào các bạn, thấy không? Mình đặt cái nhiệt độ là 73 độ C thì nó tới 73 độ thì nó sẽ báo cho mình biết. Thì bây giờ xong rồi, bây giờ mình lấy ra. Mm-hmm. Exactly. Mm-hmm. Okay, let's take it out of the oven. Mm-hmm. It smells so good. Ở đây thì mình đang luộc khoai lang, khoai tây. So this is khoai tây, right? Không? Mm-hmm. Oh, lên khói luôn. Vừa nóng, wow. Vừa thổi. Okay. Let's see. Wow. So what are you doing now? So we're waiting for the khoai tây to finish cooking. I'm going to heat up some baked beans. Thì cái món chánh mình ăn hôm nay là món pork steak. Thì thường thường món chánh thì mình có hai cái món phụ ăn chung. Thì một cái món phụ là ăn khoai tây. Còn cái món phụ của Mỹ nổi tiếng mà người ta ăn nhiều nhất là baked beans, right? Là đậu. What kind of bean is it? It's không biết đậu gì luôn, nhưng mà là đậu. Nó cũng giống như đậu mà ở trong yeah, trong cái nước sauce này. What is the sauce? It's kind of like barbecue sauce. It's like brown sugar. Oop, Alexa, stop. That's for my khoai. That's for your khoai tây. Khoai tây, that's well, let's check. I don't know. We have to check and see. Chu chín. Chu chín. Okay, Alexa. Okay, cho nó nấu thêm tí xíu. Alexa, set timer for 5 minutes. Okay. Thì bây giờ mình sẽ nấu khoai tây thêm 5 phút nữa. Còn bây giờ là Kelly sẽ mở cái baked bean. We should have just put the baked bean in the meat and have it like slow together. Maybe, maybe next time we can try it. No, but there wouldn't be beer in there. Yeah. Oh, đậu nè các bạn. Kelly, yeah. I want to talk to you a bit. Okay. Remember the Long John Silver episode that we did, mm-hmm. where we ate the fried fish? I do. And what did we say were in our first impression? That everything was the same color. Yeah, so what about tonight? That was not intentional. Thật, cũng là màu nâu. Khoai tây cũng là màu nâu. Và baked bean cũng là màu nâu. So, what's going on with American food being the same color? Barbecue was always the same color. I don't know. What do you want me to say? Bây giờ Kelly sẽ làm nóng cái baked bean. Just have to heat them up. So, yeah. And then I think for the khoai tây, I'm going to just cut them up a little bit smaller and then just quickly stir fry them on a cast iron skillet with some rosemary. On the same skillet? No. Oh, so something different? Yeah, you're not gonna different. Smash it? You want me to smash it? I don't know, whatever you do. I can smash it if you want me to smash it. You want smashed? Sắp sửa được ăn rồi các bạn ơi. Bây giờ Kelly phía sau sẽ chuẩn bị nấu cái khoai tây. Kelly sẽ xào sơ nó với lại bơ và rosemary, right? Thì mình đã luộc chín rồi, thì bây giờ mình sẽ chế biến sơ để cho nó có mùi vị thơm ngon hơn thôi, chứ không cần nấu cho chín. So normally when I would eat pork steaks, I would probably eat them with mashed potatoes or baked potato. Mashed potatoes didn't really have time for that today, and baked potato is personally not my favorite. So I decided to do something that I really, really love, which is we like to cut up these potatoes real small, boil them, and then just season them in the pan a little bit. I'm just gonna check on the beans, make sure they're hot enough. Mm. I think I'm gonna take some. Oh, that's hot. It's hot.
Is it hot enough? I think it could be a little bit warmer. I'm gonna turn up the heat. Wow, I haven't had baked beans in a long time. Yeah, me too. Sắp xong rồi các bạn ơi. Đau bụng quá. So our meat's kind of resting, I guess. Yeah, but it's resting in the water. Should we take it out? Wow. Oh, it's hot, isn't it? This is beer with barbecue sauce. Koi, which pork steak would you like? Any. Any? Wow, các bạn. How about this one? Let it drip, let it drip. Get you some potato. Khoai tây cho một phần. Potato and some. Cái gì cũng lên khói hết các bạn. Món nào cũng có khói rất là nhiều. Wow. Vợ chồng mình sẽ cắt chua miếng thịt để cho các bạn xem. Thì bây giờ là xin mời các bạn thưởng thức món ăn này với lại vợ chồng mình nhé. Oh, it's very tender. Oh, rất là mềm các bạn. Ok, xin mời các bạn nghe giờ miếng thịt nè. Rất là juicy, không có khô. Rất là mềm. Definitely taste the beer. Oh, really? Yeah. Like the beer is pretty strong. Oh, really? But it's so tender. Yeah. And soft. Wow. Is it like you remember? Mm-hmm. Or is it... We have the barbecue sauce. Mm-hmm. So I'm gonna dip it in the barbecue sauce as well. Do you taste the beer a lot? I really taste the beer. Yeah. I don't remember tasting it that much. Yeah. Sometimes my aunt, right after it comes out of the oven, she also puts it back on the grill again. Mm. To get that smoky flavor? Yeah, we didn't do that this time. But we have three more. We could do it if we really wanted to. Wow. Mmm. Potato? About this recipe is that no matter where you eat it, it's always going to taste a little bit different because there's not a specific barbecue sauce that people use. It's just your favorite. So the barbecue sauce is like the very important component of the flavor. Mm-hmm. Also the beer. Yeah, the beer, but I don't remember tasting it that much last time. I don't know. But it's still very good. And very tender. Mm-hmm. I think we cooked it just the right, like, it's cooked really well. Well, because we have the thermometer. Yeah, that helps. Mình có cái nhiệt độ các bạn là lúc nào cũng là chính xác, không có chín quá mà không có, what is it? Undercooked. Mm-hmm. Có cái nhiệt độ đo thì rất là tiện. I remember when you tried this in St. Louis and we like got the plate for dinner and you were looking at it, you were like, mind blown. You're like, what is this? It's not beef. It's not beef steak. No, it's pork steak. Because normally Vietnamese food doesn't have pork steak this thick, right? Yeah. Có quen ăn thịt heo, ăn sườn nướng á các bạn. Mình ăn cơm tấm với sườn á thì cái miếng sườn nó rất là mềm, nó rất là mỏng, rất là nhỏ. Còn lúc đầu lần đầu tiên coi ăn cái này á, coi thấy cái thịt này á mà rất là dày, coi ngạc nhiên tại coi nói. Ủa, này là không giống thịt, giống như thịt bò beef steak nhưng mà không phải. Kelly nói là thịt heo nhưng mà coi từ nhỏ tới lớn tôi chưa ăn thịt heo mà dày như vậy. So it's so thick này, các bạn thấy nó dày không? Yeah, it's pretty thick. Còn cái sườn nướng của mình ăn cơm tấm thì rất là
rất là mỏng. Vậy là bữa tối hôm nay đã xong. Thì cảm ơn các bạn đã xem theo dõi video này. Và nếu các bạn có câu hỏi gì nữa thì nhớ bình luận ở dưới cho Khoi với Kelly biết. Thì rất cảm ơn các bạn đã xem. Sorry.